Một thông tin đáng chú ý khiến dư luận quan tâm trong những ngày qua. Hiện tình trạng xây dựng trái phép đất nông nghiệp có dấu hiệu phân lô bán nền vẫn còn diễn ra ở một số nơi. Đáng nói là việc này diễn ra khá rầm rộ, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp để xử lý dứt điểm. Cụ thể là tại địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, nơi đang có dự án xây dựng khu công nghiệp Sông Mây, giai đoạn 1 và 2. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại cái khu vực đất quy hoạch khu công nghiệp Sông Mây. Và theo quy định thì cái việc mà xây dựng nhà ở nằm trong cái phạm vi quy hoạch đất xây dựng khu công nghiệp thì không được phép. Tuy nhiên thì trên hiện tại thì những cái khu nhà ở nằm trong cái khu vực mà quy hoạch đất khu công nghiệp Sông Mây ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 thì hiện nay thì người dân xây nhà ở lên rất là nhiều. Khu đất này trước đây trống hoàn toàn, nhưng nay đã có sự xuất hiện của các ngôi nhà cấp 4. Không chỉ dừng lại ở việc làm nhà để ở, người dân ở đây còn làm đường, mở quán xá ngay dưới đường lưới điện quốc gia ở trong khu vực quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Sông Mây. Chúng tôi biết là đất này là quy hoạch khu công nghiệp Sông Mây, cách đây 20 năm từ lần mời đầu tiên rồi. Nhưng mà trước đó chúng tôi đã có nhà ở trên này và một số người dân sau này người ta mới làm nhà trước từ năm 2003 trở đi. Cho nên là cái việc khu công nghiệp quy hoạch không thực hiện gì cả, chỉ có đến nói thế thôi, chứ không có nói là quy hoạch như thế nào và cho chúng tôi ở đâu. Cho nên bắt buộc là chúng tôi phải có chỗ ở, không có chỗ ở thì chúng tôi không biết chạy đi đâu cả. Đất thì có nhưng mà không có chỗ mà ở, chúng tôi rất khổ. Ở cái vùng Sông Mây là như quy hoạch treo, quy hoạch treo từ lúc 2015 gọi mời chúng tôi đi họp. Mà bây giờ quy hoạch thì phải thực thi, quy hoạch không có thực thi một tí nào. Đấy. Bây giờ quy hoạch bây giờ cứ để treo chúng tôi rất khổ. Năm 1999, chính phủ có quyết định thu hồi đất để quy hoạch khu công nghiệp Sông Mây. Hai năm sau, tức năm 2001, khu công nghiệp Sông Mây chính thức thực hiện thu hồi đất giai đoạn 1 với diện tích 255 hectare. Sau đó, phía khu công nghiệp Sông Mây tiếp tục ra quyết định thu hồi 223 hectare đất giai đoạn 2. Nhưng công tác thực hiện đền bù di dời dân đến nay vẫn chưa được thực hiện. Hiện nay là coi công tác bồi thường vì do là mà đầu tiên là do cái phần cái trung tâm phát triển quỹ đất là theo luật đất đai thì nó 2013 thì nó thay đổi mẫu cái thay đổi thì nó mất đi là thời gian rất là nhiều. Chứ lại do là coi như trong cái phần mà coi như kiểm kê đo đếm là coi như người dân không cũng có hộ không chịu hợp tác, nó gây khó khăn là cho địa phương công tác bồi thường. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, từ năm 1999 đến nay, xã đã lập biên bản xử lý đối với khoảng 40 trường hợp xây dựng trái phép quanh khu vực xây dựng khu công nghiệp Sông Mây. Đặc biệt là trong năm 2018, xã đã xử lý trên 20 trường hợp vi phạm về xây dựng. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cũng khẳng định việc người dân xây dựng nhà ở tại đất quy hoạch khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 và 2 là sai, nhưng xét về sâu xa, việc quy hoạch này đã quá lâu nên ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Toàn bộ hồ sơ cũng đã báo cáo vào Ủy ban Nhân dân huyện, thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện xử lý, còn đội Ủy ban xã đã lập biên bản cũng đình chỉ thi công. Trong quá trình đó thì Ủy ban xã được cấp xã thì khi phát sinh phối hợp với khu công nghiệp là làm luôn. Mà đặc biệt có cái giải pháp là dùng biện pháp cấp điện. Hiện nay là trong tháng vừa rồi là tôi đề nghị là cấp điện cái vùng cấm đấy kể cả giai đoạn 1, giai đoạn 2. Thực tế, việc người dân xây dựng nhà ở phần đất quy hoạch khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 và 2 là sai. Nhưng thiết nghĩ các đơn vị liên quan, đặc biệt là phía khu công nghiệp Sông Mây cũng phải sớm thực hiện dự án cũng như các chính sách đền bù thích hợp để người dân an tâm và thực hiện theo đúng các quy định.